Thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh là thời kỳ phân chia lãnh thổ giữa chế độ vua Lê Chúa Trịnh ở phía Bắc xưng danh hay gọi là đàng ngoài và chúa Nguyễn cai trị ở miền Nam hay còn gọi là đàng trong, mở đầu khi Trịnh Tráng đem quân đánh Nguyễn Phúc Nguyên vào năm 1627 và kết thúc vào cuối thế kỷ 18 khi nhà Tây Sơn đã lật đổ cả chúa Nguyễn lẫn chúa Trịnh. Ban đầu cả thế lực họ Trịnh và họ Nguyễn đều dương cao khẩu hiệu phù Lê diệt Mạc để lấy lòng thiên hạ và thề trung thành với nhà hậu Lê. Sau khi nhà Mạc đã bị đánh đổ, trên danh nghĩa cả chúa Trịnh và chúa Nguyễn đều là hai vị bề tôi của nhà hậu Lê, cả đàng trong lẫn đàng ngoài đều là lãnh thổ của nhà Lê. Nhưng trên thực tế thì cả hai tập đoàn đều kiến tạo cái thế lực và cát cứ cho riêng mình như hai nước riêng biệt. Vua nhà hậu Lê đã không còn thực quyền nhưng không ngăn chặn được sự phân tranh giữa hai đảng họ Trịnh và Nguyễn. Nước Đại Việt trong giai đoạn này thì bị chia cắt hơn 150 năm. Và trong khoảng thời gian chia cắt đó thì diễn ra đảng trong và đảng ngoài đã diễn ra tất cả là 7 lần đại chiến. Chia đôi đất nước. Trước sau, trong vòng 46 năm ròng rã, hai bên Trịnh Nguyễn đánh nhau lớn là 7 lần và một số lần đánh nhau quy mô nhỏ hơn. Chiến trường chủ yếu ở hai bên bờ sông Danh, vùng Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình ngày nay. Hai bên đều có những lợi thế và điểm yếu nên không thể tiêu diệt được nhau. Tuy cùng mang khẩu hiệu Phù Lê, sau nhiều năm giao chiến, cả hai bên đều kiệt quệ với sức người, sức của nên đã chấp nhận đình chiến và chia cắt lâu dài. Sông Danh mà sử sách hay gọi là Linh Giang đã trở thành ranh giới trên nước Đại Việt, thành xứ đàng trong và đàng ngoài. Họ Trịnh không thể tiến vào chiếm Thuận Hóa nên tập trung tiêu diệt tàn dư của nhà Mạc ở Cao Bằng, đánh họ Vũ ở Tuyên Quang, củng cố địa bàn Bắc Bộ. Họ Nguyễn không thể ra Thăng Long nên dồn sức để tiêu diệt Chiêm Thành lấn sang trên nào để mở mang bờ cõi vốn nhỏ hẹp về phía Nam. Hai bên đều có những chúa cai trị giỏi nên ổn định được tình hình trong suốt hơn 100 năm. Cuộc chiến cuối cùng. 100 năm sau khi đình chiến, có một biến cố lớn ở đàng trong đã làm xáo trộn cả Nam Hà lẫn Bắc Hà. Ba anh em Tây Sơn nổi dậy khởi nghĩa nhân lúc chính quyền họ Nguyễn lục đục và rơi vào tay quyền thần Trương Phúc Ngoan. Khi thủ lĩnh Tây Sơn là Nguyễn Nhạc đã làm chủ được Lam Trung Bộ thì họ Trịnh nhận thấy thời cơ tiêu diệt họ Nguyễn đã đến. Đầu tiên dùng danh nghĩa đánh Tây Sơn để giúp chúa Nguyễn tháng 9 âm lịch năm 1774, Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm đã cử lão tướng Quận Công Hoàng Ngũ Phúc hay còn gọi là Quận Việc làm Bình Nam Thượng Tướng Quân, Bùi Thế Đạt làm phó tướng mang 36.000 quân Lam Tiến. Quân Trịnh tiến tới địa giới Bắc Bô Chính, tướng Nguyễn là Trần Giai chạy sang đầu hàng làm hướng đạo cho quân Trịnh. Hoàng Ngũ Phúc vượt sông Danh, chúa Nguyễn biết ý Trịnh muốn đánh chiếm nên điều quân đến kháng cự. Được sứ giả họ Nguyễn là Kiêm Long gợi ý, Hoàng Ngũ Phúc sai Hoàng Đình tiến đánh Ngụy Chân Đinh. Các tướng Nguyễn làm nội ứng mở cửa đầu hàng, quân Trịnh chiếm được Quảng Bình. Tháng 11 năm 1774, Trịnh Sâm tự mình cầm quân thủy vào Nghệ An làm thanh viện cho quân của Quận Việt. Quận Việt đánh lưu đồn thông suốt hai thông suốt bên Nguyễn là Tống Hữu Trường đã phải bỏ chạy. Quận Việt tiến đến Hồ Xá dùng chiêu bài khác lấy cơ trừng phạt Trương Phúc Loan chuyên quyền để Lam Tiến. Quân Nguyễn yếu thế không chống nổi, Định Vương Nguyễn Phúc Thuần phải trói Trương Phúc Loan lộp cho quân Trịnh. Giết Loan rồi, Hoàng Ngũ Phúc lại dùng lý do giúp Nguyễn đánh Tây Sơn để tiến vào Phú Xuân hội binh. Chu Nguyễn sai các tướng
Chá Hàng để quấy rối Quảng Bình, Bố Chính sau lưng quân Trịnh. Nhưng các cánh quân đó bị quân Trịnh nhanh chóng phá ra. Chúa Nguyễn điều Tôn Thất Chí, Nguyễn Văn Chính ra đánh để bị quân Tiệp đánh bại, quân Việp đánh bại. Quận Việp sai Hoàng Đình Thể, Hoàng Nghĩa Phát theo đường núi qua thác Trầm Ma đánh tan quân Nguyễn và giết chết được Chính. Đầu năm 1775, quân Trịnh tiến vào Phú Xuân, Chúa Nguyễn không chống nổi phải bỏ chạy vào Quảng Nam. Quân Trịnh chiếm toàn bộ Thuận Hóa. Nguyễn Nhạc nhân Chúa Nguyễn bỏ chạy vào Quảng Nam, bèn mang quân theo hai đường thủy bộ ra đánh. Nguyễn Phúc Thuần vẫn bỏ Quảng Nam theo đường biển trốn vào Gia Định, để lại Nguyễn Phúc Dương. Tháng 2 năm 1775, Trịnh Sâm từ Hà Trung trở về kinh, hạ lệnh cho quận Việp đánh Quảng Nam. Quân Tây Sơn cũng tiến ra, lùng bắt được Phúc Dương. Đến tháng 4, quân Trịnh vượt đèo Hải Vân và đụng độ với quân Tây Sơn. Hoàng Ngũ Phúc đang đà thắng lợi, sai Hoàng Đình Thể, Hoàng Phùng Cơ đánh bại quân Tây Sơn ở Cẩm Xa. Nguyễn Nhạc phải rút quân về Quy Nhơn. Nhân lúc Nguyễn Nhạc thua trận, tướng Nguyễn là Tống Phúc Hiệp từ Bình Khang đánh ra Phú Yên. Quân Tây Sơn lại thua phải co về Quy Nhơn. Tình thế của Nguyễn Nhạc rất nguy ngập, bèn sai người đến chỗ Hoàng Ngũ Phúc xin đầu hàng, làm tiên phong cho chú Trịnh để đánh chúa Nguyễn. Quân Trịnh đi xa bây giờ đã mệt mỏi, quân sĩ nhớ nhà. Hoàng Ngũ Phúc cũng muốn mượn sức Tây Sơn diệt họ Nguyễn, nên nhân danh chúa Trịnh cho Nguyễn Nhạc hàng, sai Nguyễn Hữu Chỉ đem sắc ấn cờ lên phong cho Nguyễn Nhạc làm Tây Sơn trưởng hiệu tráng, tiết chứng tướng quân. Tuy thế, Hoàng Ngũ Phúc vẫn không lui quân, đóng sát địa giới Quảng Ngãi, định chờ Liêm Tây Sơn bại trận sẽ tiến vào chiếm Quảng Ngãi và Quy Nhơn. Nhân lúc Tây Sơn mang quân vào đánh Phú Yên, quận Việp liền lấn tới đóng quân ở Chu Ổ thuộc Quảng Ngãi. Tháng 7 năm 1775, nghe tin Nguyễn Huệ thắng quân Nguyễn, chiếm lại được Phú Yên, quận Việp ám binh bất động. Theo yêu cầu của Nguyễn Nhạc, quận Việp phong chức cho Nguyễn Huệ làm Tây Sơn hiệu tiền tướng quân. Ít lâu sau, quân Trịnh bị dịch bệnh, chết khá nhiều. Quận Việp tuổi già sức yếu, bèn bỏ Quảng Nam, lui về Phú Xuân. Sau đó giao lại thành này cho Bùi Thế Đạt, còn mình thì dẫn đại quân về Bắc. Tháng 10 năm đó, quận Việp bị bệnh và chết trên đường về. Lần đầu tiên sau 150 năm, 150 năm Nam Trinh, họ Trịnh tiến tới Quảng Nam, mở cương thổ cho vua Lê thời Trung Hưng tới gần được như thời Lê Thánh Tông của Lê Sơ trước đây. Cũng lần đầu tiên họ Nguyễn mất toàn bộ đất căn bản Thuận Quảng, bị dồn vào Nam Bộ. Mảnh đất họ Nguyễn đã đặt bộ máy hành chính của mình chưa đầy 100 năm. Cuộc Lam Tiến lần thứ 8 năm 1774 đến năm 1775 của quân Trịnh cũng là trận chiến Trịnh Nguyễn cuối cùng. Từ đây, hai bên bị địa bàn của Tây Sơn ngăn cách và không còn tái chiến. Sau 8 cuộc chiến, vẫn không bên nào diệt được bên nào. Nhưng không lâu sau, thì cả hai, Trịnh Nguyễn đều bị thất bại dưới tay Tây Sơn.